Chết rồi anh ơi, bây giờ mà mình không có tiền thì mình phải đền hợp đồng cho người ta đó. Sao lại như vậy? Dự án Farmstay này rất tiềm năng. Nếu như anh cho tôi mượn tiền thì chúng ta có thể kiếm một khoản lợi nhuận rất lớn. Ok, tiền bạc thì không thành vấn đề. Chú muốn bao nhiêu, anh cho chú mượn bấy nhiêu. Cảm ơn anh. Tốt quá, có anh Sang cho mượn tiền rồi. Mình không cần phải lo gì nữa. Em mau nộp hồ sơ, đấu thầu đi. Dạ, em đi ngay. Tôi đã đấu thầu thành công rồi, bây giờ chỉ cần đợi anh chuyển tiền nữa là xong. Chuyện gì nhờ? Anh nói gì tôi không hiểu. Anh đừng có đùa vậy chứ, số tiền mà anh hứa cho tôi mượn đó. Tôi hứa cho anh mượn khi nào nhờ? Anh em mình có ai làm chứng không? Mình có ký hợp đồng với nhau không? Anh nói vậy là sao? Không lẽ anh định... Chú mày còn non quá. Để anh xem không có tiền của anh, chú mày sẽ xoay sở như thế nào. Anh được lắm. Anh đúng quả là cao tay nha. Chỉ cần một nước cờ của anh thôi mà làm cho ông Thắng không tan gia bại sản. Nể thật á. Nó thì làm sao mà biết được. Chính anh là người dăng bẫy nó, để nó có thể dễ dàng trúng cái ở dự án này. Cỡ này thì công ty nó chỉ có nước phá sản thôi em à. Nhưng mà anh ơi, cái lần trước anh hứa với em á thì... À, chú mày cứ yên tâm. Khi nào mà công ty thằng Thắng nó phá sản, chú mày sẽ lên được cái chức giám đốc. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tin tưởng bên em. Mong rằng dự án này chúng ta sẽ hợp tác thành công. Ok. Ủa Thắng, còn làm bộ làm tịch ở đây à? Không mau đi trốn đi, chứ chủ nợ nó đòi đến nơi rồi kìa. Ai nói với anh là tôi sắp phá sản? Cậu cứ diễn tiếp đi, để tôi coi cậu diễn được bao lâu. Anh Cường, hôm nay tôi đến đây để thay thằng Thắng đấu thầu cái dự án này. Tôi với Thắng đang làm việc với nhau rồi mà. Anh không biết gì à? Tôi không cho thằng Thắng mượn tiền nữa, nên là công ty nó sắp phá sản đến nơi rồi. Thắng đang làm rất tốt và tôi cũng đã đầu tư vào dự án này rồi. Bộ trên đời không có anh là tôi không xoay được tiền à? Chú mày chỉ cần về làm sao mà đề xuất với thằng Thắng mượn tiền anh để mà đầu tư vào dự án Farmstay sắp tới, thì mọi chuyện còn lại để anh lo. Chuyện này dễ, em nhất định sẽ làm được. Xong chuyện thì chú mày sẽ lên được cái vị trí giám đốc. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu như anh không phải là kẻ tiểu nhân thì mọi việc đâu diễn ra như thế này. Anh cố tình gài bẫy để tôi trúng thầu dự án, sau đó không cho tôi mượn tiền, đưa tôi vào con đường phá sản. Anh nghĩ cái bẫy đơn giản như vậy tôi lại không nhận ra sao? Mày khá lắm, sẽ không có làm sao đâu con. Phải làm sao đây anh? Cái gì vậy không? Anh được lắm. Được. Cảm ơn anh đã tin tưởng bên em. Mong rằng dự án này sẽ thành công. Lại đi.